Ngày hôm nay, hầu hết các cơ sở kinh doanh đã mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi quy định giãn cách xã hội được nới lỏng, tỉnh Bắc Giang đã cho phép thêm nhiều loại hình kinh doanh được phép trở lại hoạt động, trong đó có dịch vụ nhà hàng ăn uống. Tuy nhiên, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên vỉa hè vẫn bị hạn chế, chưa được phép hoạt động. Ngoài ra, tỉnh cũng chưa cho phép mở cửa trở lại đối với các loại hình dịch vụ karaoke, massage, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, ca nhạc phòng trà. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại đã tuân thủ quy định của tỉnh về yêu cầu phòng chống dịch, không tập trung quá 20 người trên một phòng, bố trí các bàn cách xa nhau, đội ngũ phục vụ đeo khẩu trang và bố trí nơi rửa tay, nước sát khuẩn cho khách. Trước đó một tuần, sau khi nằm trong nhóm nguy cơ thấp, tỉnh Bắc Giang đã nới lỏng giãn cách xã hội. Một số hoạt động kinh doanh không phải hàng thiết yếu cũng đã được phép hoạt động trở lại từ ngày 16 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, các dịch vụ kinh doanh ăn uống trong nhà đã được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng dịch theo công văn số 1699 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau một thời gian dài thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh, người dân trên địa bàn tỉnh cũng rất phấn khởi vì được nới lỏng hơn. Các tấm biển tạm dừng hoạt động cũng được tháo dỡ. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh ăn uống đã thực hiện dọn dẹp, sắp xếp lại cơ sở, sẵn sàng đón khách trở lại. Thưa quý vị các bạn, tính đến chiều nay thì trên địa bàn huyện Việt Yên đã có khoảng gần một nửa các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn hoạt động trở lại. Các cơ sở được thực hiện nghiêm cái việc giãn khoảng cách giữa hai bàn với nhau là 2 mét và đặc biệt rằng là các cơ sở cũng đã chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn cho các thực khách khi đến. Sau khi nghe tin được hoạt động trở lại từ đêm hôm qua, chị Ngô Thị Mơ ở thị trấn Bích Động cùng nhân viên của nhà hàng đã tiến hành tổng vệ sinh, dọn dẹp lại quán và dậy từ sớm chuẩn bị nguyên liệu để phục vụ kinh doanh. Sau 3 tuần nghỉ thì rất là vui mừng vì được Đảng với Nhà nước, Chính phủ cho hoạt động trở lại. Nhưng mà việc đầu tiên để hoạt động trở lại thì bọn em phải đảm bảo cái an toàn và nhân viên bọn em là phải đeo khẩu trang, phục vụ khách. Ở các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, cà phê, quanh các khu công nghiệp, hầu hết cũng đã mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, để chủ động phòng dịch, người dân vẫn hạn chế ra ngoài nên lượng khách còn ít. Trước đó, Ban chỉ đạo huyện Việt Yên cũng đã cho các cơ sở ký cam kết tuân thủ nghiêm ngặt giãn cách xã hội và phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình kinh doanh. Trước khi được mở thì Ban chỉ đạo của huyện đã đến tuyên truyền và có cái bản cam kết cho nhà hàng phòng chống dịch của tỉnh và của huyện. Trong giai đoạn đầu, của những ngày đầu thì chúng tôi đã triển khai cái việc ký cam kết. Qua ký cam kết thì cũng nâng cao cái trách nhiệm của chủ các cơ sở. Thế và sau khi mà đã ký cam kết thì chúng tôi sẽ tăng cường cái việc kiểm tra giám sát. Nhưng mà hiện nay thì cái vấn đề phòng chống dịch COVID-19 cũng rất là quan trọng và vẫn là ưu tiên số 1 trên địa bàn huyện. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, trong ngày đầu tiên, số lượng các hàng quán ăn uống trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại không nhiều. Một số nhà hàng quán ăn vẫn đóng cửa hoặc chỉ hoạt động online cầm chừng. Dự kiến trong những ngày tới, hoạt động này sẽ diễn ra nhộn nhịp hơn. Do đó, công tác kiểm tra cần được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên, không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là trong phòng dịch.